Chào các bạn chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nhờ Phường đăng ký đi chợ thay, vì mấy hôm nay là thành phố đang trong giai đoạn giãn cách, thì cả nhà cũng một phần đã mua lượng thực phẩm dự trữ rồi, nhưng bây giờ hết thì nhà cô hai sẽ đăng ký nhà Phường đi chợ hộ dùng nhé. Thì ở cái trang đăng ký này á, là nó có một số thông tin bắt buộc mình cần phải điền, như là họ tên nè, cái đó là số điện thoại để có gì Phường liên hệ đến cho mình. Bạn có thể chọn cái nhà cung cấp nào ở tại cái tùy chọn nhà cung cấp, ví dụ như Bách Hóa Xanh hoặc là Cốt Food hoặc là Satra Food. Thì mình thì chắc chọn Bách Hóa Xanh đi, tại vì ở khu vực mình thì cũng có nhiều siêu thị Bách Hóa Xanh. Ở đây nó hiển thị một loạt danh sách này ha: combo, gói rau, gói trái cây, gói thịt trứng. Thì những cái này mình sẽ mua theo combo, mình không có chọn riêng được. Giờ rau nè, trái cây, thịt trứng, thịt cá, thực phẩm khô. Đó. Hàng tươi sống khi cân có trọng lượng giá chính xác. Rồi, tiếp theo. Giỏ hàng. Ở đây nó sẽ liệt kê các danh mục giỏ hàng với số lượng là 1, 2, 3. Mình sẽ mua theo số lượng. Nếu như mình mua chỉ mua một combo thì mình chọn 1. Gói 2, chọn số lượng 2 thì mình chọn 2 thôi. Và ghi chú ví dụ như là combo 1, tôi chỉ rau xà lách. Combo 2, thịt heo gà. Và xuống nhà bánh vào thôi, tổ dân phố tổ gì đó 168, khu phố 5. Và nhấn nút gửi. Khi bạn nhấn nút gửi thì nó sẽ gửi đến cho bên Phường để họ thống kê lại và họ sẽ đi chợ giùm mình. Ngoài ra bạn có thể vào cái đường dẫn của Zalo Market của siêu thị Bách Hóa Xanh để lựa chọn hàng hóa. Thì bạn sẽ đặt từng món như vậy. Sau khi đặt thì bên Bách Hóa Xanh sẽ liên hệ bên Phường để mà giao hàng cho mình. Ở đây nó có có khá nhiều danh mục như là thịt, cá, các loại rau củ, đồ uống, đồ mát, sữa. Chọn vài danh mục. Có trái cây nha. Cây, rau củ quả. Đồ uống các loại, đồ mát, sữa.
lên số điện thoại. Và trong Zalo địa chỉ giao hàng. Và hoàn tất đơn đặt hàng. Ngoài ra bên phường mình cũng có hỗ trợ gửi cái đường dẫn về đăng ký đề nghị hỗ trợ với an sinh tiền trợ cấp thành phố Hồ Chí Minh. Sẵn đây mình phổ biến thêm cho mọi người về việc đăng ký túi an sinh này. Thì ở đây á, là mình sẽ tải một tải ứng dụng, tải cái đường dẫn này. Một cái ứng dụng để tải về trên, có thể là trên điện thoại hoặc là trên máy tính, tải về để cài đặt. Ứng dụng xem nó vai trò cầu nối nè, yêu cầu cứu trợ nhu yếu phẩm, yêu cầu hỗ trợ y tế, cấp cứu bình oxy. Ngoài ra An Sinh cung cấp tính năng dò hỏi yêu cầu nhân dân, cung cấp các lối tắt giúp nhân dân truy cập nhanh đến hội nhóm hữu ích, nhóm từ thiện hỗ trợ y tế các cộng đồng người dịch. Ứng dụng này rất là hữu ích nha các bạn. An Sinh hoàn toàn